Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình. Mình là Lộc. Và hôm nay mình có mượn ạc của bạn Pino ở bên server miền Trung để test thử cái khẩu khẩu gì nha. Khẩu gì thì ít phút nữa thì các bạn sẽ biết ngay thôi. Ok. Rồi, em ta đang game đấu trận đấu đầu tiên. Ok. Sẽ là khẩu gì? Rồi. Đó chính là khẩu Deepkarai M38. Yeah. Các bạn nhìn thấy khẩu này bá đạo không? Khẩu này được Pino cường hóa mắt lên cho nên nhìn không còn gì để nói nữa. Rồi. Ai sẽ là người đầu tiên nếm đạn rồi không có ai. Trận này sẽ là ai đây? Ai sẽ nếm thử viên đạn kinh khủng phá hủy của khẩu này? Rồi mình sẽ một tên mất máu rồi. Con này vâng, anh em sốc khá là đen khi anh đã ăn vài viên đạn đầu tiên của khẩu 43 vip này. Rồi ai tên? Tên này đó, ai gì đấy? Nhảy nhót đúng không? Nhảy đi. Nhảy hả? Nhảy này rồi. Vừa mới vào được ít phút đã thắng 2 hiệp liên tiếp rồi. Diễn ra rất là nhanh. Ô. Nhắm gì đây em? Định nhắm hả? Vâng, cậu này thay đạn phiên bản này, này khi được nâng cấp mắc lên thì thay đạn rất là nhanh. Như các bạn đã thấy thao tác thay đạn của nhân vật diễn là nhanh hơn. Ui thằng nhện, ui thằng nhện. À bom ở khu B. Rồi còn một tên nữa núp ra rồi. Không có. Trong cái lỗ này có không? Không có. Đâu nhỉ? Thanh niên đâu nhỉ? Ủa đây. Rồi. Và kết thúc trận đấu đầu tiên. Deepkarai M38, một khẩu súng thuộc dòng M451 đã được nâng cấp mắc hoàn toàn, không còn bậc nào để nâng cấp thêm được nữa. Một phiên bản một phiên bản tiến hóa hoàn toàn luôn. Mình cũng không nhớ khẩu này cường hóa mắc lên thì sát hại của nó bao nhiêu, nhưng mình thấy nó bắn mạnh vãi cả linh hồn, cảm giác mạnh hơn cả khẩu AK, cộng thêm tốc độ xả đạn rất là nhanh và độ ổn định rất là ít. À quên, độ ổn định khá là thấp cho nên à quên, mình nói cái gì nhỉ, độ ổn định rất là cao cho nên khẩu này xưng bá võ lâm rồi, không còn gì để nói nữa. Rồi cầm súng máy đúng không, cầm súng máy cũng tốt đi. Và như các bạn để ý trên góc phải màn hình thì khi khẩu này cũng hóa mắt lên thì nó sẽ hiện ra cái biểu tượng khẩu súng nó màu cam vàng, rất nhiều màu nó lẫn lộn nhìn rất là rực rỡ. Đấy. Tím đỏ cam khá là đẹp. Đây. Núp gì đây? Trời ơi. Rồi. Hôm nay khi cường hóa mắc lên thì được trang bị thêm cái quái gì ở bên hộp đạn nha. Mình chả hiểu nó ghi mấy cái
số liệu gì không biết. Đường chỗ phía đường trên bán súng thì có cái vòng xanh xanh nhìn nó xoay nhìn cũng khá là đẹp. Còn đường còn ngay phía đường trước nòng súng thì có cái tia tia sét gì vậy. Mình cũng chẳng biết mình cầm khẩu súng là mình cầm cái mình cầm cái quái gì nữa. Nhìn trông nó thật là rực rỡ. Ơi, bọn này đâu hết rồi? À rồi rồi. Nó lên nhà rồi. Không chết à? Không chết đúng không? Ô. À chết kìa. Rồi trên cao có hai tên. Xem là có ai nào chết không ạ? Chết không? Ui, sợ thanh niên là mất khá nhiều máu đấy. Ô. Rồi. Đó rồi, à, nhảy đúng không? Ui giời ơi. Bắn này sao cứ để ý đi đâu này. Ui. Cầm ngắm đến nhà đúng không? Ê. Đó, bắn vậy bằng chết này. Này thì nhảy này rồi, có mày đục rất là mạnh rồi. Rồi. Ôi thanh niên. Thanh niên ô. Ôi. Thanh niên này vừa đi vào trong tường này. Mạng hôm nay lag nhỉ. Đâu nhỉ? Ui, nhảy nhảy đâu rồi? Nhảy nhảy á, nhảy hay bưởi. Ôi mình tính nhảy. Ôi. À, mạng này hơi lag nhỉ. Ôi. Sao nó ở đâu? Nó chui lại một đường bên kia này. Ảo nhỉ. Chui vào nhà. Nó chui vào nhà tao á. Này thì chui vào nhà này. Ui. Nó đồng này ô. Ở sao mấy thanh niên sao để nó vào nhà thế. Rồi sao đứng yên cả một đống thế này. Rồi lúc gì đây em. Vâng. Nó này đục rất là bá đạo rồi. Rồi chết luôn. Chết đi. Ui, ui, ui. Ui, rồi nhảy. À, vừa thêm một tên. Đúng rồi sao. Rồi. À, đâu rồi, đây. Đây. Đây, đúng mà. Đúng rồi. Đấy, mình thấy một tên hồi xin. Ôi. What the fuck. Sao nó để nó lên nhà này. Sao tìm ra bên mình sao mà chết không. Rồi có một cái mất khá nhiều máu. Nhảy nhảy làm gì, nhảy làm gì, đứng đấy làm gì. Ơi nó đâu nhỉ. Từ đâu nó chui ra nhỉ. Rồi mấy thằng như này sao đứng treo hết rồi. Chết đi. Ôi trời ơi, sao này nó vô nhà. Đâu nhỉ? Mấy tên địch đứng ở ngoài làm gì không biết. Ôi, ôi thằng này. Thằng này, cầm thang nào đúng không? Ôi, ôi. Nhảy nhá. Nhảy làm gì, ôi. Ờ, cũng may mà kịp là giết được tên đấy. Ui
Không mà như nào chết nhiều kìa. 5 chết 12 luôn. Không chết hả? Ôi. Sao nó ở đâu nó cứ chui từ trên nó chui xuống này. Rồi. Ôi đồng đội tôi ơi. Đánh cái trận này thua sao? What the fuck? Nhảy gì anh nhảy gì rồi. 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 Trận thứ hai team mình thua Thảo Hại. Đang thắng chuyển thành bại. Rồi đồng đội chết khá là nhiều. Thành nhận đồng đội toàn đồng đội ít mạng à. Rồi và chúng ta đang bắt đầu trận đấu thứ ba. Vâng. Và chúng ta đang bắt đầu trận đấu thứ ba. Rồi. À, ở cái phiên bản Disc Canine được nâng cấp Max này thì mình thấy lượng đạn được tăng lên rất là đáng kể. Đây, các bạn thấy gì? 38 trên 158 liền, rất là nhiều. À, hình như là bạn Pino này cũng mua thêm khẩu đạn này dự trữ cho dòng Dry này phải. Ở trận đấu thứ ba này thì có vẻ như mình gặp phải team team phiến quân khá là cứng đó. Vừa nãy vừa bắn hầu như cả team vừa nãy vừa bắn rất là thuần thục. Ui rồi thằng nhìn nãy đâu, ui đông quá. Ơi mình đi ăn bom này chết đâu. Đây khá là đây chắc có lẽ là một trận đấu rất là căng thẳng đối với mình này. Ui. Rồi. Ui, nó thấy mình rồi, nó thấy mình rồi. Cầm sóng nào đúng không? Wow. Đánh vậy sao không chết nhỉ? Team bên địch khá là trâu. Đâu, ra đây anh càng quét hết. Rồi, rồi, hết hot. Rồi, mạng thứ hai. Chết đi. À, đâu rồi? À, thằng nhìn cầm súng máy này. Ôi, em xin đợi, để tĩnh nhận. Nhảy làm gì? Bước ra cả. Bắn khá là bá đạo. Chết đi. Ui giời. Rồi, một bạn nữa. Rồi. Con hàng nữa. Con hàng nữa, ui, bắn lại mình chết nhỉ. Ui giời. Ui giời. Đấy con nhà kìa. Ở trận này thì mình bị chết khá là nhiều khi gặp phải team bên địch rất là cứng. Ui, lượt tấn công dồn dập rồi. Nãy cũng hết sót rồi. Súng máy đúng không? Ló mặt thì chỉ có chết. Ui, cái này lao lên nhiều bạn lao lên những chết. Ui rồi bắn khá là ghê. Rồi và ném chết được một thanh niên ăn quả bom khá là chuẩn xác. Ê ê chết đi.
còn còn 11 tiếp. Không biết đấy. 11 tiếp thì ăn con bom là chỉ có chết đấy. Rồi. À, hầu như là team hai bên đang đang diễn là khá là cần. Khi từng mạng được liên tiếp giành giành giật để tiến tới kỳ thứ 40. Nhảy nhảy đúng không? Có vẻ như team mình bị cố lát này, bắn một lúc mới chết. Có vẻ như team bên địch đã chơi ở nhà phòng ngự hơn này, không tấn công như những phút đầu tiên đó. Tôi sẽ lát cái này. Chết đi rồi. Ui, con hàng mới mua chứ. Nhìn đi em. Ui, ghê nhỉ. Bay ghê thật. Ô, mình xuống hết đạn này. Lấy tạo của anh chơi. Ui. Bên này mình đang được 39 mạng rồi, còn mạng cuối cùng rồi. Cố lên này, lên tiếp được con cuối cùng rồi. Vâng, và trận thứ 3 rất là kỳ tính và cuối cùng là team mình cũng đã giành được chiến thắng. Vâng, và cái video tiếp xuống Beat Knight M38 của mình đến đây thôi. Nếu các bạn đã thích video này thì nhớ like và subscribe kênh để mình có thêm động lực để làm nhiều video khác. Vâng, và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.